Vâng, lại có món hàng đặc biệt mà rất nhiều người yêu mến đây. Đặc biệt tại sao? Bởi vì con này nó có điện 220. Phải đến 99,9% hàng cửa hàng tôi bán cho các bác đăng lên là điện 100 hoặc 120. Rất ít hàng có cả điện 220. Trừ khi là hàng xuất Mỹ, xuất châu Âu, xin lỗi các bác. Bởi vì bên châu Âu nó dùng điện 220. Con này nó cũng vậy. Con này nó có đa cầu điện các bác ạ. Điện 110 này, 120, 117, 100. Nói chung là đa cầu điện. Nói nhiều nó cũng vậy thôi. Con này tôi bán giá là 5 triệu đồng thôi. Không muốn bán giá 5,5 triệu. Thật ra con này có thời điểm tôi đã bán 5,5 triệu rồi. Nhưng mà cái đợt đấy nó là dòng điện 110 cơ, dòng điện 100. Đấy là cái cách đây khoảng 2 năm tôi chuyên bán được âm ly đề nông. Còn năm nay thì lại thiên về âm ly pioneer hoặc âm ly đài, nó theo từng năm. Và những con âm ly này ấy, nó là những cái dòng sản xuất những năm gần đây. Tại sao gần đây? Bởi vì tất cả những cái loại âm ly đề nông này, kể cả những con vàng chanh như này 390, các dòng trơn đến 5 đến 3 4 là mã, hoặc là 1500R, 1000, 2000, 2 la mã, 2003 la mã, đều là những con âm ly đời mới hết. Tất nhiên đời mới nó không phải sản xuất cách đây 2 3 năm các bác ạ, nó cũng phải từ năm 95 trở lại đây. Vì tại sao? Nó có điều khiển. Tất cả những con âm ly mà đời mới đều có điều khiển. Nhưng mà nhập về không bao giờ nó có theo điều khiển các bác nhá. Bởi vì nó hàng bãi không bao giờ nó có điều khiển theo cho khai, cửa hàng nhập. Mà nó sẽ có một cái hội là chuyên bán điều khiển, nó bán cho những hội đấy để cung cấp cho các bác. Đây này, remote sensor 5 triệu đồng. Đặc trưng của những cái dòng âm ly đời mới này, tiếng nó cực to và khỏe. Cực to và khỏe nha. Mặc dù nó cấu tạo đơn giản, nó không có đặc chắc hoặc là nó nặng như những con âm ly ngày xưa đâu. Đây là thông số kỹ thuật này. Made in Japan, đa cầu điện này. Tôi đang để điện 220, công suất 158W, đang cắm vào đường CD, đánh đuôi loa A, loa B, hàng bãi nguyên zin 100%. Còn tương đối mượt mà góc cạnh cũng như mặt tiền. Đang để điện 220 đây. Thật ra cái lô mà âm ly có điện 220 tôi có từ lâu lắm rồi, cách đây khoảng 1 năm, nhưng mà tôi chưa lau chùi vệ sinh hết nên tôi không, gần như không đăng lên. Đây những con như này, hoặc là bên dưới. Còn con này là con nhập mới cách đây khoảng 1 tuần tôi lấy về tôi đăng cho bác xem. Còn những con kia tôi chưa thời gian vệ sinh nên chưa bán. Đây tôi sẽ mở nhạc to mà các bác nghe. Tại sao bảo những cái dòng âm ly nó khỏe, nó to, tiếng nó to. Tôi đang ghép vào một đôi loa bass 32. Tiếng nó cực to luôn các bác nha. Lao lớt này. Loa trái này, loa phải. Âm thanh của đề nông thì nó quá nổi tiếng rồi. Hãy nói một lời yêu thương thiết tha chân tình, xin hãy nói đừng gian dối với đôi môi. Hãy hứa đừng cách xa nhau, mong câu yêu thương sẽ không mòn. Xin hãy hứa đi nhé, rằng một mai không mất. Cấu tạo của con âm ly này thì nó gồm nguồn đây, nguồn chỗ này tròn tròn đây, hai tụ lọc và bốn con sò than nó bám theo cái tản nhiệt nhôm kia. Về nơi đâu em yêu ơi, ta sẽ luôn có nơi. Về nơi đâu em yêu ơi, ta sẽ không xa rời. Gọi tên nhau bao nhiêu đêm, làm sao xóa đi bao giọt sầu thương đau. Về nơi đâu em yêu ơi, cho niềm đau sẽ vơi. Về nơi đâu em yêu ơi, xa nhau rồi. Về nơi đâu người ơi, sao anh vẫn mơ vơ giữa trời. Vâng, 5 triệu đồng, xin cảm ơn. Ship toàn quốc qua Viettel. Xin nhắc lại con âm ly này các bác hoàn toàn có thể cắm điện trực tiếp 220 giống như tôi đang cắm. Rất thuận tiện cho các bác chơi.